Trại bò Tư Chiến, xin chào quý khách. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2021. Bò trực tiếp về trại gồm có bò bê, bắp kem, chuẩn bị xuống xe. Nguyên cái lô bò này đó nè. Xe này thì đi giao cho Vĩnh Long, khách Vĩnh Long. À, anh khách này anh bắt Vĩnh Long bò béo. Về nấu ngon rồi trở qua nghe anh. Về thấy ngon rồi trở qua bắt thêm nha. Về ngon trở qua bắt thêm nha. Rồi, có hốt hội được qua hả? Dạ, dạ, dạ. Chơi nhà hội không? Rồi, rồi. Qua đi rồi nè. Dạ. Địa chỉ trại mình là lộ DT19 gần ủy ban xã Nhận Phú Tân, đây tỉnh Bến Tre. Mời quý anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Chủ chốt bò mình có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Xe này trực tiếp về một xe nữa là còn có ba bê phúc kem. Rồi chưa? Lên xe vậy cho nó khỏe. Con bò này về Vĩnh Long. Rồi trực tiếp mình chuẩn bị xuống một xe nữa, rồi có bay bay cái xe. Rồi vô lên lính. Bạn lấy bô chạy làng hoàng nhé. Bạn lấy bô chạy làng hoàng á. Vậy vô. Quýt hết lái luôn. Quýt hết luôn. Rồi lấy ngay cái nữa, lấy cái nữa đi, lấy cái nữa. Rồi, vô thẳng luôn. Rồi, 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 được rồi. Thẳng ra luôn. Thẳng luôn, thẳng luôn. Thẳng luôn. Ôi ơi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi ok. Bạn lấy mua nó chạy từ từ. Lấy mua lấy học mày. Hả? Lấy mua học. À, học trường nào mà hả? Rồi rồi đây 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 đây. Rồi xuống đi. Anh lo dắt bò đi mà. Trại bò đã tuyển chọn rồi những mẹ lấy bò sau này bà con nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao, xương to đòn dài lưng thẳng, cặp cán nó thối thằng không, quẹo lên cọc lên cọc lên, rồi gịch vô xét luôn, không tính nha tính nha, vô cái nào nó đứng nóng luôn. Ngày mai mình tiếp tục về hai xe gồm có bò bê bắp kem, bò bê cơ bắp. Ngày mai về có cặp bò là 49.500.000. Ngày mai có cặp bò nhỏ nhất. Cặp bò hàng quyết luôn có 49.500.000. Từ 24.500.000 cho tới 32.33.27.28 tùy theo dạng. Đi vô, đi vô, đi vô, đi vô. Gịch lấy. Tốt sát luôn, tốt sát luôn. Tốc sát vô. Ê. Cọc cứng à. Ba ngày nữa mình về có một cái tơ rất man. Chỉ có giá là 23.500.000. Một cái rất man rất đẹp.
cái tơ chưa có rớt cái răng nào hết. Con bò 12 tháng có 23 tháng đâu ra, con cái rất manh rất đẹp, 3-3 ngày nữa trở về. Tôi rất có một cái để nuôi sinh sản thì hỏi mình bay đỡ rút về mấy bò về lâu nguyên của lâu bò ăn quyết xương rất là to đoạn dài lưng thẳng ăn quyết con nào ly lưng đít chè bè con đó nghe, con đó mày phải nắm cho chặt nghe, nói dây thêm vô nè, giữ dây nè, nè nè nè, nói dây vô nghe, đừng có cãi tao nghe lại tao đi, nè nè nè, nói vô nè nè nè, nói dây vô mới được chim, nói vô mày nghe lại tao xuống đất đi, xuống đất đi, mày xuống đất mày mở mày lon luôn. Gịch bắt bắt đây nha. Rồi gịch vô. Bò để hiền lắm. Tại vậy đó, nó chóc. Gịch lên, gịch lên. Biết. Thôi đãi trong giường ngắt ra thì dễ không? Bò cảm ơn quý khách xuất hiệu ăn qua đến trại ủng hộ. Cuối video mình cũng cảm ơn quý khách đã đăng ký kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến.